vô là em nói vậy để anh đếm cho kịp cho bu. Anh xin lỗi em. Cảm giác đây là một vũ điệu gọi là cào cào xin lỗi chứ không phải là em sai rồi. Nhưng mà quan trọng là em có thấy vũ điệu này là có giống với cái vũ điệu gốc không?